Anh đang cố gắng gợi nhớ Jody về điều gì hả? Rằng anh đã kết hôn với cô ta hay chưa sao? Anh chưa kết hôn với cô ta đâu. Cô Nana, hãy cầm lấy, đeo nhẫn vào ngón tay của Jody đi. Của chị đây Jody, đến lượt chị rồi. Chúng ta có một nhà chiêm tinh nổi tiếng ở đây. Chúng ta nên nhờ ông ấy xem ngày lành tháng tốt cho đám cưới, để Jody và Kunan được kết hôn một lần nữa. Tôi phá cửa vào ngay bây giờ đây. Ôi, là Samuna. Ba à? Ừ, tên cô ta là Jyoti, chứ không phải là Samuna. Ừ, con nói đúng rồi, ta biết mà. Đang có việc gì vậy? Sao còn đứng ở đây nữa? Không phải còn móc đi vệ sinh sao? Đi đi, còn chờ gì nữa? Ba, Jyoti đã đính hôn với Kunan rồi. Con không thể nào diễn tả được con đang bối rối đến mức nào. Con chỉ thấy rất bực bội thôi. Bây giờ con thực sự nghi ngờ về tất cả những gì chúng ta đang làm đó ba. Nếu chúng ta nỗ lực mà không thành công thì sao? Jody là vợ con, và mọi người đều biết điều đó mà. Đừng nghĩ về chuyện con bé đính hôn với Conan nữa. Ngay bây giờ con nên tập trung tìm cách ngăn chặn đám cưới lại. Hãy quên những thứ khác đi. Con làm được chứ? Con yêu ba, ba cũng vậy. Con cúp máy đây. Sao lại có người làm chuyện ghê tởm như vậy chứ? Tất cả chỉ là trò lừa của Sa Nam. Rõ ràng là không hề có thầy pháp nào ở đây cả. Cô ta biết chúng ta sẽ theo dõi cô ta, cho nên cô ta đã giả vờ và... Bà Banshee, bà ta nói dối Jody không phải là con gái con và đe dọa chúng ta. Con sẽ chứng minh Jody là con gái của con. Bà ta hãy chống mắt lên mà xem đi. Cô nói đúng rồi đó, Duga. Cô nghĩ rằng cô thông minh hơn chúng tôi sao hả? Cô đã nhầm rồi. Hôm nay con gái cô đã đính hôn với cô Nan. Chẳng mấy chốc nó sẽ kết hôn với cậu ta ngay trước mắt cô, và cô chẳng thể nào làm gì được đâu. Cô cất bớ trang sức trong tủ này có đúng không? Cô không thể nào qua mắt được tôi. Người mẹ sẽ tặng trang sức cho con gái của mình trong lễ cưới. Nhưng mà thật đáng tiếc, con gái cô thậm chí còn chẳng nhớ mẹ mình là ai. Và nó cũng sẽ chẳng bao giờ nhớ ra được đâu. Bởi vì nó sẽ không bao giờ lấy lại được trí nhớ nữa. Con bé nhất định sẽ lấy lại ký ức. Shida và con sẽ giúp nó lấy lại trí nhớ. Con hứa với mẹ điều đó. Bây giờ mình phải đối xử với Conan như thế nào trong thời gian sắp tới? Jody à, chị rất là đẹp đó. Chị biết không, Conan đã chuẩn bị rất kỹ cho bữa tối ngày hôm nay. Sanam à, chị không có tâm trạng đâu. Jody à, làm ơn đừng nuông chiều cảm xúc như vậy. Để em chuốt mascara cho chị. Mình cần phải lấy trộm điện thoại của Jody. Mình phải kiểm tra xem cô ta thường xuyên nói chuyện với ai. Xong rồi. Chị trông thật là xinh đẹp đó. Cô Nana, cẩn thận đừng mắc sai lầm. Sau khi con kết hôn với nó thì chúng ta sẽ biến nó trở thành nô lệ của chúng ta. Cái gì vậy hả? Jyoti,
Cô làm gì vậy hả Samona? Cô làm hỏng đôi giày và quần áo của tôi rồi. Tôi rất xin lỗi. Tôi giẫm phải sari và mất thăng bằng, nên tôi làm đổ cốc trà lên giày của cậu. Tôi quả thật rất là xin lỗi cậu. Tôi xin lỗi mà. Ôi, bà ta đã làm bẩn quần áo của con rồi. Đi thôi Rodney. À, Rodney à, và cô Nan, hai người cứ tận hưởng đi. Khách sạn Marina là một nơi rất là đẹp. Cô Nan à, lựa chọn của anh tuyệt vời đó. Nào, đi đi. Em ổn chứ? Đi nào, chúng ta đi thôi. Khoan đã, đợi một chút. Con trai à? Mẹ à, con bé đã hắt hơi trước khi ra ngoài, và đó là điểm xấu. Con không nên làm chuyện tốt khi vừa mới hắt hơi đâu. Cho nên trong chuyện này thì anh nói hoàn toàn chính xác. Tôi rất là ấn tượng đó. Chỉ có người có học thức, hiểu biết và hiện đại mới có thể đưa ra những quan điểm như vậy. Tôi rất là tự hào về anh. Tôi sẽ làm một việc. Tôi sẽ chấm cho con bé một thi kha màu đen để mà xua đuổi tà ma. Bánh kép à, hãy cầm lấy đi. Cầm lấy nào. Cầu mong cô sẽ không bị tà ma quấn thân. Chúng ta đợi 2 phút, vậy là đủ rồi đó. Chúng ta phải đi ngay thôi. Được rồi, con có thể đi rồi đó. Nào, đi đi. Rodney à, cầm cốc của cô đi. Đi nào, Rodney. Chúng ta đi thôi nào, đi chơi vui vẻ đó. Đúng là như vậy. Dù vô ý hay không thì vợ của mình cũng cho mình một ý tưởng tuyệt vời. Bọn họ mê tín và mình sẽ dùng điều đó để mà chống lại họ. Nhưng mà bây giờ mình cần phải phá hỏng buổi hẹn hò của họ đã. Dạ ba, ba hiểu kế hoạch của con chưa hả? Dạ, không, mọi thứ khác đều ổn. Ba nghe nè, chúng ta có thể thảo luận những thứ này sau có được không? Không nên lãng phí thời gian nữa. Dạ được rồi, tạm biệt ba, giúp con lo liệu mọi thứ. Dạ tạm biệt. Rodney đang gọi sao? Sao bây giờ cô ấy lại gọi cho mình? Cô ấy đang ở với cô Nan mà. Tại sao anh ta không nhấc máy chứ? Mớ bóng giả này khó chịu quá đi. Không thể nào dùng nổi điện thoại cảm ứng mà. Vì sao Sa Nam lại có điện thoại di động của Rodney? Cái gì vậy? Sao? Cô đang giấu cái gì ở đằng sau vậy? À, tôi sao? Đâu có gì đâu. Cho tôi xem tay của cô. Tôi làm gãy một cái móng khi mà đang pha trà thôi. Được rồi, cô đi đi. Ôi, ôi không, hôm nay suýt nữa thì đã bị lộ hết rồi. Tại sao cô ta lại có điện thoại của Rodney chứ? Cô ta quả thật rất là xảo quyệt. Tại sao anh ta không nhấc máy? Cái gì vậy? Anh ta tắt điện thoại rồi. Ôi, mình chắc chắn đó là Sid.
Ôi, 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 ôi không. Hả? Tụi con mở trên xe đây nè. Anh là ai vậy hả? Kêu quái gì thế này chứ? Anh là ai? Anh đang làm gì ở đây vậy? Không, không, con anh. Nè, buông rốt đi ra. Đừng có dám động vào cô ấy đó. Anh đang làm gì vậy? Nè, đừng nhầm ta với người bình thường. Ta chính là cướp đây. Tên ta chính là Gogo. Ta là tên cướp bậc thầy. Gogo à, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Tôi... Đừng có bận tâm. Những gì tôi sẽ làm bây giờ đây, tôi làm với anh đó. Nè, nè, nè. Ông đang làm gì vậy? Hãy thả tôi ra. Ông đang làm gì vậy? Ôi, không. Ôi, không. Ôi, nè, hãy thả tôi ra đi. Làm ơn, vàng. Ta muốn vàng ngay bây giờ. Ôi không, Conan. Ta đã chịu hết nỗi trò hề của chúng mày rồi. Ta sẽ dạy cho chúng mày một bài học. Tao sẽ... Mày trói tay tao cũng chẳng hề gì. Vì những cú đá của tao là đủ loại hai thằng hề chúng mày rồi. Cởi trói chân cho tao, Conan. Cởi trói tay cho tao. Tôi muốn vàng. Tôi muốn vàng. Nè nè, cứ lấy hết những gì ông muốn đi. Lấy cái này đi, cầm hết đi. Xin hãy tha cho chồng của tôi. Nè, khoan đã. Cầm lấy cái này nữa, tránh xa chồng tôi ra. Nhẫn, đưa nhẫn cho tao. Rodney à, đừng đưa nhẫn cho hắn. Rodney, đó là nhẫn đính hôn của em đó. Của anh đây, làm ơn hãy tránh xa chồng tôi ra ngay đi. Làm ơn hãy thả Conan ra. Nào, buông hắn ra, đi thôi nào. Đợi đã, chuyện này chưa có xong đâu. Tránh ra, tôi nói anh tránh ra. Đồ khốn, tao sẽ không tha cho chúng mày đâu. Wow, đồ khốn. Theo bản đồ thì sau Conan và Rodney thì vị trí các vì sao có vẻ rất là hòa hợp. Xin chào. Xin chào. Anh có muốn uống tách trà không? Có. Đây. Uống đi nào. Dạ, anh đang làm gì vậy? Tôi đang xem bản đồ sao. Ồ, tôi hiểu rồi. Anh đang xem bản đồ sao cho trẻ con. Dạ mà, cô có muốn xem không? Lại đây, ngồi cạnh tôi nào. Tôi sẽ chỉ với cô xem. Đây là bản đồ sao của Conan. Và đây là của Rodney. Ôi. À, tôi xin lỗi. Xin lỗi. À, nhân tiện, Reman à. Ba của tôi cũng là một nhà chiêm tinh rất nổi tiếng. Thật sao? Ông ấy từng nói một ngày nào đó tôi sẽ kết hôn với một nhà chiêm tinh rất là vĩ đại. Nhưng mà anh thấy đó, số phận rung rủi thế nào mà tôi chẳng tìm được một nhà chiêm tinh nào cho đến tận ngày hôm nay. Cô đang nói gì vậy hả, Samana? Cô vẫn chưa tìm được nhà chiêm tinh nào sao? Nè, hãy nhìn tôi nè. Đây chính xác là những gì tôi đang làm. Nè, nói tôi nghe Rayman, chẳng phải đây là bản đồ của Conan sao? Đúng. Ôi thần linh ơi, chuyện này thật sự rất là tệ. Chuyện gì hả? Theo bản đồ của Conan thì ông nên quản đám cưới của cậu ấy ngay lập tức đó. Vì sao? Bởi vì vị trí các ngôi sao không thuận lợi với cậu ấy. Sao có thể như vậy được? Tôi nghiên cứu bản đồ sao của chúng rồi và tôi không thấy có vấn đề gì cả. Thực tế bản đồ sao của chúng rất là hợp nhau nữa. Tùy anh thôi, Conan là con trai của anh mà, nên đó là quyết định của anh. Nhưng mà tôi xin nói với anh rằng những lời tôi nói sẽ luôn thành sự thật. Và theo tôi thì tính mạng của Conan có thể gặp nguy hiểm nếu như cậu ấy kết hôn với Rodney ngay bây giờ. Nếu như anh không quan tâm đến tính mạng của con trai mình thì tôi không còn gì để nói với anh nữa. Nè nè nè, nghe tôi nói đã. Khoan đã. Conan à, có chuyện gì vậy? Anh có nghe thấy không? Hãy đi kiểm tra xem đi. Có chuyện gì đó đã xảy ra với Conan rồi đó. Chuyện gì vậy? Ai làm chuyện này với con? Chuyện gì đang xảy ra với con vậy hả? Đừng có nói chuyện gì nữa. Rodney à,
đồ trang sức của con đâu rồi hả? Nói cho chúng ta biết chuyện gì xảy ra đi. Có chuyện gì vậy hả Conan? Rayman à, hỏi chúng đi. Jody à, cô có ổn không? Có chuyện gì vậy? Có, hai tên côn đồ đột nhập vào xe của chúng con. Trong họ thật là lố bịch. Họ đã cướp hết đồ trang sức của con. Giờ họ đã làm gì với anh ấy kìa? Chúng làm gì hả? Ôi, tôi không có bị đánh. Không hiểu sao chúng lại trốn được. Trông chẳng khác gì lũ hề. Tôi đáng lẽ đã dạy cho bọn chúng một bài học nhớ đời rồi. Đúng đúng đúng, tất cả chúng ta đều có thể thấy điều đó mà. Thật là không thể nào tin được. Bánh kép à, cậu không thể đánh bại bọn côn đồ mà giờ cậu còn ở đây nói khoác trắng trợn trước mặt gia đình của cậu nữa sao chứ? Nè Samuna, im lặng đi. Tôi thật sự bực mình rồi đó. Cái gì thế này chứ? Nhẫn đính hôn của cô đâu rồi? Nhẫn đính hôn của con bé đâu? Đúng, tôi nói cô ấy đừng đưa nhẫn và trang sức cho chúng. Tôi cấm cô ấy rồi. Đó là nhẫn đính hôn của cô ấy đó. Nhưng mà cô ấy đã đưa cho bọn chúng. Cô ấy làm mất nhẫn đính hôn vào ngày đính hôn sao? Đó là một điểm rất xấu. Tôi nói đúng không hả Rayman? Đúng vậy, là hoàn toàn chính xác. Mẹ à, chúng ta cần phải quản đám cưới của chúng ngay. Ba, ba đang nói gì vậy? Ba bị mất trí rồi sao? Rayman à, con đang nói nhảm gì vậy chứ? Mẹ à, con không có nói nhảm đâu. Đó là chuyện về đức tin và tín ngưỡng. Điềm xấu vừa xảy ra đó thôi. May mắn là chúng chỉ mất nhẫn đính hôn của Jody mà thôi. Chúng ta sẽ làm gì nếu có chuyện gì xảy ra với Conan đây chứ? Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quản đám cưới của chúng lại. Rayman à, con nghiên cứu kỹ bản đồ sao của chúng chưa? Rồi, rồi mẹ. Con nghiên cứu kỹ bản đồ sao của chúng lắm rồi. Con đã nghiên cứu cả tiểu vận, trung vận và đại vận của chúng nữa. Con nói thật đó, một tháng nữa mới tổ chức đám cưới được. Cho nên chuyện này chúng ta phải ngưng thôi. Cho tôi một cân cà chua. Cô đưa tôi đến để mua rau sao? Trong gia đình tôi thì phụ nữ phải làm tất cả những công việc này đó. Đúng, bỏ vào túi đi nào. Cậu nên ngủ tiếp đi. Chẳng có vấn đề gì đâu. Nhưng giấc mơ theo đuổi Jody của cậu sẽ tan dở thôi. Cậu có hiểu không? Nào, hãy cho tôi súp lơ đi. Dàm, cho tôi ít quả ớt nữa. Cho cô ấy miễn phí luôn đi nè. Thôi nào, đại ca, cô ấy nóng bỏng thiệt đó. Chúng ta có nên bắt cô ấy đi không vậy? Lúc này bọn chúng rất là quý giá đối với cậu đó. Cứu vợ cậu khỏi bọn chúng và cậu sẽ trở thành anh hùng. Nè, cầm lấy nào, tránh xa ra. Conan à, nói nhảm đủ rồi đó. Có chuyện gì vậy? Rút đi, tránh ra. Nè, cậu là ai vậy? Quấy có quan hệ gì với cậu? Quấy là vợ tôi. Quấy là vợ anh ta hả? Cậu không xứng đáng có một người vợ xinh đẹp như vậy. Nè, đừng chạm vào tôi. Tôi không nên chạm vào cậu hả? Tôi cảnh cáo cậu đừng có giơ tay lên với tôi đó. Tuyệt lắm đó Bunty. Anh ấy đưa bọn côn đồ đến thật đúng lúc. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Hả? Sao các người lại bạo lực như vậy chứ? Nghe lời tôi và thả cậu ấy ra đi nào. Mụ già, mụ đang nháy mắt với tôi hả? Mụ bị điên sao? Nè, bắt bà ta lại. Khoan đã, hãy thả chị ấy ra đi. Nè, khoan đã. Đi nào. Nè, anh đang làm gì vậy? Nắm tay tôi nhẹ thôi. Nè, bà thì thầm cái gì vậy hả, mụ già kia? Nghe nè, Bunty, là tôi đã thuê. Im đi. Bọn tao không biết ai tên là Bunty cả. Giờ thì xem tao sẽ làm gì với mụ già này đây. Bọn chúng thật sự là côn đồ. Conan à, đừng. Em định cầu cứu ai vậy cưng? Nè, hãy tránh ra. Cứ gọi đi, bất cứ điều gì em muốn. Hãy tránh ra.
Hãy tránh ra đi. Nè, im đi. Nè, con mụ già kia. Tôi đã mất bình tĩnh rồi. Giờ thì các người xong đời rồi đó. Jody à, Jody, chị chảy nhiều máu quá rồi. Chị chảy máu, rớt đi, em ổn chứ? Bọn côn đồ đâu rồi? Có mấy tên côn đồ đuổi theo anh. Anh cắt được đuôi bọn chúng rồi. Nói anh biết đi, em có ổn không? Wow, ở tuổi này rồi mà bà ấy vẫn giỏi thật đó. Còn giờ thì chồng cô ấy mới đến đây. Ôi, tôi mất quá nhiều máu rồi. Jody à, tôi sợ nhìn thấy máu lắm. Nào đi với con nào. Già rồi mà còn mất nhiều máu nữa. Chắc là Rodney. Dạ. Đưa thư đây. Của ai vậy? Của cô Sanam. Đưa cho tôi đi. Cảm ơn. Mẹ à, mẹ lén mở hàng của người khác là thói quen xấu đó. Con đã nói với mẹ trước rồi. Con cảnh cáo mẹ lần cuối. Giở trò khôn lõi với con sẽ khiến mẹ phải trả giá đắt đó. Trong hộp là cái gì chứ? Liệu có liên quan đến ký ức của Jody hay không? Tại sao dì lại làm như vậy dì con hả? Rodney à, đây chẳng là gì cả đâu. Tôi có thể làm bất cứ điều gì vì an toàn của cô mà. Bất cứ điều gì? Chừng nào tôi còn ở đây thì không ai có thể làm hại cô. À, Jamna, cô sao rồi? Tôi xin lỗi. À, Jody, nghe nè, làm ơn hãy nghe tôi nói. Đừng làm như vậy mà, nói chuyện với tôi đi. Chỉ có gì mới có thể giúp tôi thôi. Jody à, xin hãy nghe tôi. Xin đừng giận mà, tôi đã sai rồi. Chỉ có gì mới có thể giúp tôi theo đuổi Jody mà thôi. Xin hãy giúp tôi. Tôi xin gì đó. Nào, lại đây, ngồi xuống đây nào. Nào, ngồi xuống, tôi cần nói chuyện với dì. Xin dì đừng giận nữa mà. Dì trông không đẹp khi mà giận dữ đâu. Tôi sẽ làm bất cứ gì yêu cầu, chỉ cần dì nói cho tôi biết thôi. Cậu có chắc không? Tôi chắc mà. Cậu sẽ làm mọi thứ tôi yêu cầu chứ? Vâng. Mẹ đã thử một lần rồi còn gì. Cô ta cất mọi thứ rất là kỹ. Mẹ phải làm sao đây? Nhưng mà để mẹ nói cho con biết, Xích Đa, cái kiểu giật lấy gói hàng từ tay mẹ, thì mẹ thực sự nghĩ thứ gì đó có thể dẫn chúng ta đến sự thật. Mẹ không biết làm gì cả. Con đã quản đám cưới rồi, nhưng mà quản được bao lâu đi chứ? Xích Đa, con hãy tìm cách đi. Chúng ta cần phải phá vỡ mối quan hệ của bọn họ. Chúng ta cần phải làm quan hệ của họ rạn nứt. Được rồi mẹ, con sẽ làm điều đó. Mẹ cứ chờ mà xem.
Jyoti sẽ xử lý mấy tên này như thế nào? Jyoti à, con đưa cốc sữa này cho Conan đi. Gì à, làm ơn đi. Ôi, mọi chuyện đều đang đúng theo đúng kế hoạch rồi. Mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ thôi. Conan à, à, Jyoti à, qua đây, ngồi xuống nào. Em mang cái này cho anh hả? Đúng, dì Jyoti làm đó. Đúng rồi đó, là dì pha cho cậu đó. Uống đi nào. Cảm ơn em. À, em cũng uống đi nào. Không, em không muốn uống đâu. Nào, uống chút thôi. Không, em cảm ơn. Đem cái ly nào. Rất là ngọt đó. Cảm ơn em. Conan à. Không không, anh ổn mà. Anh đang nói là em. Anh sao vậy? Anh có ổn chứ? Ừ anh. Conan khoan đã, anh đang làm gì vậy? Khoan đã. Em có biết hồi bé anh thường làm gì không hả? Anh thường buộc cái này lên và tưởng tượng mình chính là siêu anh hùng. Siêu anh hùng Sarasati, người có thể bay. Em có thể hiểu anh đang nói gì không? Nào, ngồi lên giường đi Jyoti. Anna cảm thấy rất là vui khi mà có em ở bên cạnh anh. Wow, nước thuốc đang phát huy tác dụng rồi, làm Conan trông như thằng đần luôn. Không tệ. Anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện. Có một người phụ nữ rất là xinh đẹp, thiên nhiên còn làm tôn thêm vẻ đẹp của cô ấy. Em thấy đó, giống như em là một khu giường, còn anh là người làm giường. Nhưng mà em có biết không, trong khi em đã kết hôn thì anh vẫn chưa. À không không không, để anh nói cho em biết. Em có biết Didi không? Didi chính là mẹ của em đó. Không, em là con gái của Didi. Con gái của Didi. À con gái Didi. Ôi thôi quên đi, anh chưa nói gì cả. Em nói cho anh biết, liệu em sẽ đồng hành với anh chứ? Chúng ta sẽ đồng hành với nhau và sống hạnh phúc. Nào, anh muốn nói cho em chuyện này. Lại gần đây, Sanam, bà và anh đang đợi ngày mà. Nè Sanam, sao anh lại cư xử như một thằng đần với cái khăn quanh cổ vậy hả? Anh đang vô cớ làm phiền Jyoti đó. Jyoti, chị đi khỏi đây đi, em sẽ xử lý anh ta. Đi đi nào. Không, Jyoti, im lặng đi nào. Jyoti à, anh. Conan à, Jyoti, anh muốn nói chuyện với em mà. Chết tiệt, anh ta gần như tiết lộ tất cả bí mật ra rồi. Cô bị điên hả? Cô đang làm gì vậy? Im đi. Tôi không thể nào chịu đựng được thằng đần như anh thêm nữa đâu đó. Hôm qua anh định làm gì vậy hả? Anh chút nữa thì nói sự thật cho Jyoti biết tất cả mọi thứ rồi đó. May mà tôi đến kịp. Nếu không thì tất cả chúng ta đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Chúng ta phải ngồi tù rụt xương đó. Nói dớ dẫn, tôi tiết lộ gì chứ? Đầu tôi đau như búa bổ đây nè. Đừng có làm loạn lên với tôi nữa. Nghe nè, chấm dứt cái trò quỷ này đi. Và hãy chiếm lấy trái tim Jyoti sớm nhất có thể. Nếu không tôi sẽ tống cổ tất cả các người ra khỏi nhà đó. Tôi sẽ đuổi anh về quê, đồ ngu. Nè, ít nhất cầm theo cái ly này đi chứ. Cô ta đúng là mụ đàn bà điên mà. Dì Jyoti à, Jyoti quấn chặt. Dì Jyoti, nào hãy nghe tôi nói nè. Sao, có chuyện gì?
Cậu không thấy tôi vừa hát vừa làm việc hả? Nếu cậu muốn nói chuyện với tôi thì phụ tôi phơi quần áo đi nào. À, tôi sẽ làm mà. Nhưng mà Jyoti à, làm ơn hãy giúp đỡ tôi. Tôi muốn chiếm được trái tim của Jyoti. À, tôi hiểu rồi. Cậu quả thật rất là ngọt ngào đó bánh kép. Sau những gì cậu làm tối qua thì cậu chẳng bao giờ chiếm được trái tim Jyoti. Nhưng tôi thậm chí còn không biết mình đã làm gì. Cậu không nhớ sao? Tốt nhất là cậu không nên nhớ. Bởi vì cậu nhớ lại, cậu sẽ nhảy xuống bể bơi tự tử mất đó. Tôi đã làm gì chứ? Cậu muốn biết chuyện đó hay là muốn chiếm được trái tim của Jyoti? Cháu muốn chiếm được trái tim của Jyoti. Cậu biết đó, cậu có hai lựa chọn. Một là hãy quên cô ấy đi, vì cậu không bao giờ có thể chiếm được trái tim của cô ấy đâu. Jyoti à, điều đó là không thể. Dì biết mà. Thôi, được rồi. Vậy lựa chọn thứ hai quả thật rất là phức tạp. Nhưng mà nếu chọn phương án đó thì cậu sẽ có thể gặp may mắn. Tôi sẽ giúp đỡ cậu. Tôi sẽ lựa chọn đó. Mau nói cho tôi biết tôi phải làm gì. Cậu phải khiến trái tim Jyoti tan nát. Dì muốn tôi khiến Jyoti đau khổ sao? Tôi yêu cô ấy mà. Dì đang nói gì vậy? Ồ, cậu không chỉ giống ba của mình mà còn ngốc, y như hệt ông ấy vậy. Đồ ngốc. Tôi không bảo cậu làm cho cô ấy đau khổ. Tôi chỉ muốn cậu làm cô ấy ghen mà thôi. Khiến cho cô ấy ghen thì sau đó cô ấy mới dành tình cảm cho cậu, đúng không nào? À, tôi hiểu rồi. Nhưng mà làm sao để khiến cô ấy ghen đây? Cậu có làm theo lời tôi nói hay không chứ? Vâng, tôi sẽ làm theo lời gì mà. Cậu cần phải đi ngoại tình với một người phụ nữ xinh đẹp. Có như vậy thì cô ấy mới ghen được. Nè, dì Jyoti, dì đang nói gì vậy? Tôi ngang cháu trai của dì mà, đừng có nói nhảm. Dì Jyoti, đồ ngốc. Tôi không nói về tôi mà là về Sa Nam. À, nè, cậu phải tiếp cận Sa Nam. Khi Jyoti thấy cậu thân thiết với cô ta thì chắc chắn Jyoti sẽ ghen với cô ta cho mà coi. Cậu làm được điều đó không hả? Được rồi, tôi sẽ làm như vậy. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giành được trái tim của Jyoti. Hãy luôn nhớ một điều. Cậu đừng bao giờ để Sa Nam biết về kế hoạch này của cậu. Cậu biết đó, nếu cô ta biết cậu đang lợi dụng cô ta thì cô ta chắc chắn sẽ không dễ chịu một chút nào đâu. Tôi nói điều đó, cậu hiểu không? Dì quá thật là thiên tài, dì Jyoti. Dì... Ôi, tôi đi đây. Cứ chờ xem tôi sẽ làm gì với cậu, Conan. Tôi sẽ khiến cho cậu gặp rắc rối, đến mức cậu sẽ hối hận vì được sinh ra. À, Sa Nam à, mời ngồi. Nào, hãy ngồi cạnh tôi đi. Nào, ngồi đi nào. Ngồi ở đây. Đây, bông hồng này là dành cho em. Nó đẹp như là bá hồng và đôi môi đỏ của em vậy. Em hãy nhận đi, tôi tặng nó cho em đó. Nè, hãy nhận nó đi, tôi tặng cho em mà. Tôi tặng nó cho em với tất cả tình yêu. Cô Nana à, mọi thứ vẫn ổn chứ? Ừ, mọi chuyện đều ổn. Tôi hy vọng là không có sai lầm nào. Sa Nam à, không có gì sai cả đâu. Chỉ cần em ở bên cạnh tôi thì mọi chuyện đều ổn. Jyoti à, nào, ngồi cạnh tôi đi nào. Đi. Cô cũng ngồi đi, Sama. Đây.
Tôi ăn sáng xong rồi. Sana mà chờ đã. Cứ tiếp tục như vậy đi đồ ngốc. Tôi đảm bảo cậu sẽ gặp rắc rối lớn cho mà xem. Đây chỉ là mới là khởi đầu của sự sụp đổ mà thôi. Cậu phải trả giá đắt đó Conan. Ai để qua ở đây chứ? Anh nghe nói người yêu của em, người chồng yêu thương của em, người chồng hết mực yêu thương em đang đưa tình với Sana. Hả? Thật là xấu tính. Ai lại làm chuyện này được chứ? Chuyện này trong sân có một chiếc ghế sofa. Em sẽ tìm thấy một món quà ở bên dưới đó. Ôi, người đàn ông này thật là liều lĩnh, dám lẻn vào nhà của mình sao? Mà chẳng ai biết gì cả. Anh giữ những gì thuộc về em trong khuôn viên tòa nhà phía sau bụi cây. Làm ơn em hãy đeo nó đi. Anh ta nghĩ mình là ai chứ? Lần sau gặp mình sẽ cho anh ta biết tay. Sau đó mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Đây không chỉ là vòng tay mà còn là bằng chứng về quá khứ của chúng ta. Em đã quên nó rồi, nhưng mà anh muốn nhắc cho em nhớ. Ôi, ai ở đó vậy? Rodney, là anh sao? Một tên đàn ông kéo cô ấy sao? Này thưa cô làm sao vậy? Tại sao em tìm thấy món quà của anh? Hãy buông tôi ra. Tôi sẽ hét lên đó. Em sẽ hét lên sao? Em sẽ hét lên khi nhìn thấy anh sao? Cứ hét đi nào. Chuyện gì đang ngăn cản em hả?
Rớt đi. Cô đang làm gì ở đây vậy? Cô lại làm gián đoạn cuộc trò chuyện của chúng tôi rồi. Không sao đâu con. Tin mẹ đi, mẹ chính là mẹ của con. Sita là chồng con. Đây là kẻ xấu đó. Chúng đã tẩy não con rồi. Đừng có nói nhảm nữa. Rớt đi. Người đàn ông đó là ai vậy? Người vừa nói chuyện với chị đó. Không phải là Sít sao? Nói cho em biết anh ta nói gì với chị. Nói cho em biết đi. Cô ngay thôi đi. Đừng có bị ám ảnh Sít nữa. Sita không có ở đây đâu. Con bé đang nói chuyện với tôi. Nếu mắt cô kèm nhem thì đi khám bác sĩ đi. Cô bị điên rồi. Cô đi khám đi nào. Tôi muốn bà và Sít hãy tránh xa chị gái của tôi ra. Đến bao giờ hai người mới thôi đùa giỡn với tình cảm chị ấy đây chứ? Rodney à, đi với em nào. Tránh đường ra. Đi nào, Rodney, đừng nghe lời cô ta. Đi thôi, Rodney. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Mẹ à, không có gì phải lo cả đâu. Con hy vọng là mẹ không lo lắng. Mẹ không có lý do nào để lo đâu. Vì Rodney và con sẽ không bao giờ chia lìa. Chúng còn hòa chung một tâm hồn. Mẹ thấy đó, những người như Kunal, Banshee, Raman và Sanam không bao giờ chia cắt con và Rodney được đâu.